Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành về các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng. Và các nghiệp vụ về ngân hàng thì chúng ta sẽ có lưu có cái từ là NH ở đằng trước. Và trong đó sẽ có một cái file gộp chúng ta chi tiết về các nghiệp vụ về ngân hàng. Và ở đây chúng ta chi tiết lần lượt các nghiệp vụ từ hạch toán công nợ, phải thu, phải trả, cũng như là tất cả các nghiệp vụ liên quan đến thuế, doanh thu hoạt động, đầu tư tài chính và khác, cũng như chênh lệch tỷ giá thì chúng ta đều có cái nội dung cách cụ thể. Và hạch toán thì chúng ta căn cứ vào sao kê của ngân hàng và căn cứ vào các cái chứng từ của ngân hàng, đó chính là ví nhầm chi và giấy báo nợ và giấy báo có để chúng ta thực hiện các cái giao dịch. Và căn cứ vào các cái nghiệp vụ ở trên chúng ta đối chiếu thì chúng ta thấy đây là chúng ta sẽ có các nghiệp vụ về giấy báo nợ và giấy báo có. Chúng ta thấy đây ví dụ như chúng ta có cái mẫu hóa đơn, cái mẫu nghiệp vụ là ủy nhiệm chi thanh toán tiền hóa đơn là về tiền điện, cũng như là chúng ta sẽ có ủy nhiệm chi là thanh toán tiền thép khi chúng ta thanh toán công ty thép An Giang và lần lượt các cái chi phí khác, cũng như chúng ta sẽ có cái giấy báo có để chúng ta hiển thị rằng là chúng ta nhận được cái khoản tiền thanh toán từ công ty là cái tiến xanh nộp tiền cho doanh nghiệp chúng ta một cái khoản thanh toán tiền hàng. Và căn cứ gốc là chúng ta căn cứ vào các cái sao kê để chúng ta thực hiện các cái nội dung và nghiệp vụ chúng ta sẽ lên trên phần mềm kế toán trên Excel. Và đối với phần mềm kế toán trên Excel thì chúng ta sẽ có một cái sheet gọi là sheet 1.2 là sheet các thông tin về tài khoản ngân hàng. Thì để lên thì chúng ta sẽ thực hiện các nghiệp vụ. Ví dụ chúng ta có sao kê như thế này, chúng ta có thể nhập tay, hoặc chúng ta có thì nếu chúng ta có thể có internet banking chúng ta xuất dựng Excel thì càng tốt, và nó giúp chúng ta tiết kiệm một thời gian rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ căn cứ các cái nội dung thì chúng ta sẽ nhập, chúng ta đưa vào, và chúng ta thấy đây là nội dung như thế nào, chúng ta nhập y lại như vậy luôn. Và số tiền thì nó sẽ nằm ở bên nợ và bên có của ngân hàng như thế nào. Thì bên nợ là chúng ta chi ra, còn bên có là chúng ta thu vào. Và ở đây chúng ta thấy là nghiệp vụ ngày 2 tháng 1 thì chúng ta sẽ có lần lượt các nghiệp vụ nội dung. Ở đây là phí thu dịch vụ thì chúng ta cũng sẽ chèn nội dung thu phí dịch vụ. Và chúng ta sẽ cóp ở đây số tiền tương ứng là 1.1. Các nghiệp vụ khác ví dụ như 10 tháng 1 chúng ta sẽ có nghiệp vụ là chi tiền. Ở đây là chi tiền về thanh toán các cái khoản liên quan là công nợ của chúng ta. Thì ở đây chúng ta 165 thì chúng ta thu vào hay chi ra thì chúng ta đều phải hiển thị đúng các cái nội dung của chúng ta. Và các cái nghiệp vụ thu vào thì chúng ta sẽ nhập vào cái khoản mục thu vào tương ứng. Ví dụ như cái nghiệp vụ là 16 tháng 1 thì chúng ta sẽ cóp vào 16 tháng 1 và chúng ta đưa ra. Ví dụ như thế này. Chúng ta đều phải nhập tương ứng. Thu vào, bạn thấy đây có thu vào, tức là ghi có. Đối với ngân hàng thì ghi có là có nghĩa là họ chi ra và nợ là họ sẽ thu vào. Nhưng đối với doanh nghiệp chúng ta phải ngược lại, là ghi có ngân hàng là ghi nợ của doanh nghiệp, và ghi nợ của ngân hàng gọi là ghi có của doanh nghiệp, và tương đương nó sẽ có sự chênh lệch. Ở đây thì chúng ta thấy đây ghi có của ngân hàng thì lại là ghi nợ của doanh nghiệp tương ứng, chứ là sẽ nghịch lại so với ngân hàng. Và như vậy chúng ta tạo hết tất cả các nghiệp vụ trên sao kê. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta tạo nghiệp vụ, ta thấy đây các nghiệp vụ số dư cuối kỳ, số dư cho từng các cái mục một thì các bạn đối chiếu số dư này nó phải khớp. Và các nghiệp vụ này thì các bạn sẽ nhập lần lượt, sau đó chúng ta mới tiến hành định khoản. Thì trên đây là tôi sẽ có một cái file trên Excel để làm tắt, do đó các bạn có thể nhập lại, nhập các cái nội dung chi tiết. Còn riêng tôi thì tôi sẽ copy từ cái bảng kê Excel. Ví dụ như này, chúng ta đã có nội dung sẵn thì chúng ta sẽ copy trước đó. Chúng ta sẽ copy, chúng ta dán vào cột tương ứng là ngày tháng. Sau đó chúng ta sẽ đến cái cột là diễn giải. Chúng ta cũng copy và sau đó chúng ta đưa đúng cái nội dung vào, nó giống y chang như sao kê. Sao kê các bạn, nội dung trên đây như thế nào thì các bạn nhập lại trên đây y chang như vậy luôn. Và giống như cái bảng kê Excel này. Và ghi nợ vì có, chúng ta cũng sẽ copy đúng cái cột là ghi nợ và ghi có tương ứng, chúng ta đưa vào trên phần mềm. Và ở đây các bạn sẽ có các nội dung chi tiết. Và sau đó chúng ta sẽ có cái cột mã số, thì các bạn sẽ copy lần lượt cột mã số này, chúng ta sẽ đưa vào đúng cột mã không nợ. Đây những cái nào mà không đúng mã thì chúng ta xóa đi vì nó không cần thiết, chúng ta sẽ bỏ. Hoặc là cái đơn vị
thông đơn vị thông tin mà chúng ta chưa có. Hoặc ví dụ chúng ta cần thì chúng ta có thể thêm các cái nội dung thông tin này, chúng ta vào danh mục khách hàng ở cái mục là khách hàng, chúng ta thêm thông tin vào cho những cái mục mà chúng ta chưa có mà nó hiển thị cái dạng lỗi trên đây. Chúng ta thấy đây là thêm chữ là tương ứng, thì chúng ta sẽ copy ví dụ như Đỗ Thành Diệu như này, chúng ta sẽ copy tương ứng đây và ngân hàng, thì chúng ta sẽ chọn ngân hàng tương ứng, thì chúng ta tạo danh mục khách hàng. Thì như vậy chúng ta sang bên tab này thì chúng ta sẽ không còn các cái lỗi value vì chúng ta đã tạo đầy đủ về mã khách hàng. Và như vậy chúng ta đã copy xong, thì các bạn thấy đối chiếu trên sao kê chúng ta số dư quý kỳ là 745 và 745 369 243. Thì đối với trên sao kê thì chúng ta cũng tương tự, các bạn thấy đây là chúng ta có 3 tháng thì các bạn thấy số dư của chúng ta đây là nằm 745 369 273. Thì như vậy là sao kê chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ nhập cái nội dung chi tiết lên trên với file Excel tương tự và chúng ta biến đổi, hoặc chúng ta sẽ tạo ra một cái file Excel độc lập, hoặc là chúng ta sẽ tạo trên cái file mà chúng ta cần tạo ở đây, tức là trở lên trên sổ. Cái file này thì nó sẽ độc lập với sổ sách của chúng ta, nó chỉ là một cái thao tác phụ, chúng ta có thể lập ở ngoài hoặc lập trên trực tiếp bên đây cũng được. Và căn cứ nội dung thì chúng ta có là nộp lệ phí môn bài, chúng ta sẽ là 3339, tức là các bạn đã hạch toán ngay đầu kỳ, chúng ta có cái bút toán chúng ta đây là toán đây, nên là chúng ta sẽ thực hiện cái nghiệp vụ là nợ 6425 có tới 3339, nên ở phần ngân hàng chúng ta tương tự. Và phí giao dịch thì các bạn có thể cho vào 6425 hoặc chúng ta cho vào 6427 28 đều được, các bạn có thể gọi 6425. Và cái nội dung nghiệp vụ nào nó giống nhau thì các bạn sẽ tìm đến và sau đó các bạn dán xuống tương ứng. Vì nội dung nghiệp vụ giống nhau nên chúng ta có thể copy và chúng ta dán xuống cho nó nhanh và chúng ta không mất thời gian quá nhiều cho cái việc nhập lại. Số tiền mặt nhập quỹ thì chúng ta sẽ gọi là 11, vì ở đây là thu lại tiền mặt. Thì chúng ta cũng xem các cái nghiệp vụ tương ứng để chúng ta đưa vào. Sau đó các bạn thấy là lãi nhập vốn chúng ta là 515, thì chúng ta cũng sẽ nhập 515 tương ứng. Trước khi hạch toán chúng ta thêm dấu nháy đằng trước để chúng ta thêm, và các bạn tìm đến các cái mục tương ứng 515 là lãi nhập vốn tương ứng cho các tháng. Tháng nào có thì chúng ta sẽ tạo và tháng nào không có chúng ta bỏ qua. Và sau đó các cái khoản nghiệp vụ mà chúng ta thanh toán tiền hàng cho khách hàng thì chúng ta sẽ là nợ 31. Và chúng ta cũng sẽ đưa xuống các cái tài khoản giống nhau về nghiệp vụ thanh toán tiền hàng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có nghiệp vụ ở đây cũng thanh toán tiền hàng. Riêng ở đây là phí giao dịch thì chúng ta cũng dán tương ứng. Và sau đó chúng ta còn cái nghiệp vụ là thu tiền công nợ đối với bán ra thì chúng ta sẽ có nghiệp vụ tương ứng để chúng ta chèn vào. Thì như vậy là chúng ta đã tạo xong hết toàn bộ cái nội dung từ hạch toán cho đến các nghiệp vụ số tiền số dư, nó cũng phải khớp với trên sao kê của ngân hàng. Sau khi các bạn làm xong thì chúng ta sẽ quyết khối hết toàn bộ từ ngày tháng cho đến cái cột mã số thuế là mã công nợ khách hàng. Các bạn copy. Chúng ta copy và sau đó chúng ta sang sheet nhập liệu. Chúng ta kéo đến một cái vùng dưới vùng lương và cái dưới cái vùng này. Tại cột ngày thu chi, chúng ta sẽ chọn Bad Value. Thì các bạn thấy đây, nghiệp vụ chúng ta đã được lên trên này. Và lúc này chúng ta sẽ kiểm tra đối với Control Passing. Nếu các cái nghiệp vụ các bạn mà chạy đúng thì nó sẽ không báo lỗi dưới này. Nếu sai thì nó sẽ báo lỗi. Và các bạn sẽ thấy số phụ ngân hàng chúng ta chạy này là 745 369 23. Thì nó cũng sẽ khớp với cái số phụ sao kê của chúng ta, tức là cái sao kê mà chi tiết thương mại ngân hàng. Đây chúng ta cũng sẽ có số dư cuối kỳ là nó phải khớp với trên sổ sách chúng ta đang làm. Đồng thời là chúng ta sẽ có các cái mục công nợ. Các bạn thấy đây, chúng ta đã xử lý xong tất cả các cái khoản nợ tương ứng và cũng thu được hết toàn bộ cái tiền hàng của chúng ta. Thì đó là chúng ta đã lên xong được cái nghiệp vụ về ngân hàng bằng một cái sheet gọi là sheet số phụ ngân hàng. Để chúng ta lên sheet này là sẽ theo dõi toàn bộ 12 tháng của ngân hàng tương ứng. Và các nghiệp vụ chúng ta sẽ lên hết tại đây, cũng là cái sheet để chúng ta theo dõi, để chúng ta tổng hợp. Và cái vùng về ngân hàng thì chúng ta sẽ lên liên tiếp, tức là riêng cái vùng này là chúng ta chuyên biệt về ngân hàng.
thì chúng ta chỉ lên về ngân hàng và chúng ta không có xen kẽ thêm bất kỳ nội dung nào, tức là chỉ có ngân hàng và ngân hàng thôi, và chúng ta không có thêm bất kỳ nội dung nào thêm tương ứng, vì thêm vào nó sẽ loãng cái giá trị của chúng ta và chúng ta sẽ khó kiểm soát nội dung nghiệp vụ. Nên ở đây chúng ta là cái vùng trên này chúng ta là thanh toán bảo hiểm, và cái vùng này thì chúng ta liên quan đến là ngân hàng, thì chúng ta cứ nhập ngân hàng, và tất cả các dữ liệu này chúng ta đều cho nó liên tiếp nhau và nó không có cái sự tách biệt, thì nó giúp chúng ta có thể khống chế dữ liệu. Tức là sau này các bạn cần sửa hay các bạn làm gì thì các bạn hiểu là chúng ta kéo xuống dưới vùng này thì chúng ta biết cái vùng này là vùng ngân hàng, vùng này là vùng bảo hiểm. Chúng ta xem lại các khoản nghiệp vụ và khoản chi có đúng hay không thì chúng ta cần sửa, thì nó giúp chúng ta là có thể nhanh hơn rất là nhiều. Cũng như cái vùng này là vùng tiền lương, thì sau này các bạn muốn kiểm soát về lương thì các bạn chỉ cần kéo xuống cái vùng này là tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chi tiền lương nó đều nằm hết trên dưới này, giúp chúng ta có thể kiểm soát được số liệu một cách tốt hơn và không bị xáo trộn. Giống như khi lần đầu làm thì các bạn sẽ là làm theo mức là kiểu giống như là ngày tháng nó phải tăng dần cho đẹp số liệu và nó phải khớp số nội dung. Nhưng mà đối với khi làm trên Excel thì các bạn không cần, vì khi nào cần in thì các bạn mới sắp xếp lại hồ sơ chứng từ. Tức là sắp xếp lại bằng cách là bạn kết khối hết toàn bộ các nội dung dữ liệu, sau đó các bạn chọn là chức năng là Customer Sort. Các bạn chọn cái cột là cột F để các bạn chọn, để các bạn sort là nó sẽ tăng dần các cái nội dung cho chúng ta như thế này. Và còn lại thì chúng ta không cần thiết, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta không cần sắp, vì khi nào chúng ta cần in thì chúng ta copy ra một file riêng chúng ta sắp. Còn ở đây chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên. Thì như vậy là chúng ta đã lên xong các nghiệp vụ về ngân hàng và tại cái số sheet số phụ ngân hàng và đối chiếu với cân đối passing, cũng như là trên sao kê các số liệu nó phải khớp nhau về chi tiết, cũng như kiểm tra về các cái mục công nợ để tránh dầu ông này cắm cằm bà kia, tức là chúng ta không mơ hồ về thanh toán công ty nào, để chúng ta nhập đúng công ty đó để chúng ta thanh toán tiền hàng.